Vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022. Ngày 28 tháng 1, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Ngô Văn Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình và viếng nghĩa trang liệt sĩ chiến dịch Hòa Bình. Tại tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình, đoàn đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ Bác và tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn đã báo công với Bác về những kết quả của tỉnh trong năm 2021. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 5.000 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 6%, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nguyện hứa năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ tập trung trí tuệ phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, gìn giữ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu năm 2025 kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước. Đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Viếng nghĩa trang liệt sĩ chiến dịch Hòa Bình, trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc, nguyện tiếp tục tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.